bạn thân mến, ngày hôm nay thì Trao đang có mặt tại huyện Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu. Và bộ dạng mà Trao xuất hiện ngày hôm nay thì mọi người cũng biết là thời tiết ngày hôm nay nó kinh khủng đến mức độ như nào. Và bất chấp thời tiết thì buổi chiều ngày nay Trao cùng người em của mình sẽ chinh phục một ngôi làng ở tiết trên đỉnh núi phía trên này. Đó, một ngôi làng mà chỉ có một vài hộ dân họ sống biệt lập ở trên đó thôi. Trao cũng chưa tìm hiểu trước, nhưng mà khi nhìn thấy một vài hộ dân trên đó thì mình rất là tò mò. Và ngày hôm nay thì mình quyết định là sẽ hành trình chinh phục những ngôi làng, những ngôi nhà ở trên đó. Trao cũng đã mượn được một chiếc xe máy của bà con ở đây. Nó cũng là một chiếc xe máy hơi cà tàng một chút, nhưng mà còn hơn là phải đi bộ, bởi vì cái tuyến đường như mọi người có thể quan sát để đi bộ được lên đến nơi thì đúng là nó sẽ là cực hình luôn đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau sẽ hành trình đi lên trên khám phá ngôi làng đó. Ô, từ từ có người dân. Đi đâu đấy? Sao cửa nhà mình ở trên đấy à? Ở tiết trong đấy đấy à? Trên cuối cùng đấy à? Ồ, có mấy nhà trên đấy? Có 7 nhà. Anh lên trên đấy chơi nhà em được không? Được. Nhá. Thế bây giờ làm sao nhỉ? Bây giờ thân vợ chồng em cứ đi trước, anh đi theo sau nhá. Thế vợ chồng em tên là gì? Văn. Cái gì? Văn với Lự. Văn á? Văn. Vâng á? Vâng. Vâng và Lự à? Lự và Vâng. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 14 lấy chồng đấy hả? Ôi vâng. Rồi, thế chồng bao nhiêu tuổi? 19. Tổng 19 à? Thế sao không chồng không đèo để vợ đèo đấy? Đi trước đi, anh sẽ đuổi theo sau. Tí anh sẽ vào nhà em nhá. Tí vào nhà em chơi đi. Ok, đi đi. Đi đi. Hai vợ chồng đi mua gì về đây? Đi mời cưới à? Hả? Đi mời đám cưới hay là đi ăn cưới? Không. À, người ta mời mình xong rồi bọn em mang thiếp mời về thôi đúng không? Thế bọn em cưới chưa? Rồi. Cưới rồi à? Ok, đi trước thì anh đi sau. Nào, nổ máy để đuổi theo vợ chồng này đây. Để xem là trình độ tay lái của ai hơn nào. Lên. Giờ cái xe mình nó yếu rồi. Ui ui. Cô vợ có 14 tuổi rồi các bạn ạ. Thực sự là rất là choáng luôn. Tuổi đời còn rất là trẻ. Ai là không kịp rồi, xe mình yếu hơn rồi. Không kịp rồi. Thôi cứ để họ đi trước đi. Biết họ ở trên đấy là được rồi. Chúng ta còn lan man ở ngoài đường nhiều lắm. Có cả cầu gỗ này. Ê. Đó, con sông phía dưới nước rất là xanh này. Thời tiết hôm nay cũng nóng cực độ ấy mọi người. 36, 37 độ và nhiệt độ trên mặt đường nó phải tầm 40 cơ. May thế nào, mình vừa lúc đi thì gặp hai vợ chồng này. Lúc đầu tôi còn nghĩ ở trên đấy nó là những cái lán. Hóa ra là những hộ gia đình họ ở. Trời ơi, con đường. Úi dồi ôi, đường. Mình luôn luôn trong tư thế là sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào. Ôi dồi ôi, đường. Rồi, nhiệt ngay mà. Phải nhảy xuống rồi. Ở đây bây giờ nó đang cực kỳ là khô cằn này. Cây cỏ nó cũng héo hết cả đi. Chắc người ta cũng chỉ canh tác được một vụ. Đến tận mùa mưa tháng 5, tháng 6 thì mới trồng trọt. Bây giờ mọi thứ nó đang rất là cằn. Trời ơi, dốc cái này. Nãy nếu mà không mượn được xe đi bộ thì chẳng biết bao giờ mới tới.
À, dốc quá. Cái dốc cổng kèm với cái nắng, cái nóng nữa, nó là combo hủy diệt sức khỏe. Bình thường thì mình hay chuẩn bị quà cho các cháu nhỏ, nhưng mà hôm nay mình đã chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt cho những người lớn tuổi, những cụ ông cụ bà nữa cơ, và chắc chắn là món quà đấy mọi người sẽ rất thích. Còn là quà gì thì lát nữa khi mà vào đến nơi thì Trao sẽ bật mí cho mọi người biết. Hai vợ chồng vẫn đợi. Nghe cái xe nó gầm rú mình đã thấy xót rồi. Trên thế giới có hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỷ con đường để đi về nhà, nhưng mà không có con đường là giống con đường nào cả. Và con đường về nhà ngày hôm nay cũng vậy, một trong những con đường về nhà mà vô cùng đặc biệt. Này, nhà nào không có xe máy thì thôi chết mệt luôn đấy. Xin chào hai đứa, đi đâu ấy? Đi lấy hàng á? Hàng gì? Hàng ship hàng ấy hả? À, hàng mua ở trên mạng ấy hả? Ờ, à, hai vợ chồng à? Ôi rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? 19 thế vợ bao nhiêu? 16. 16 à? Thế nhà mình cũng ở trên đấy gì? À, thôi đi 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 đi. Đấy, vợ 16 tuổi rồi. Hai vợ chồng mua hàng online. Tí về nhá. Tí về anh vào nhà chơi nhá. Ok. Đi. Địa hình nó không phải là vấn đề của việc mua bán trao đổi hàng hóa. Các bạn trẻ đặt hàng online, ui rồi. Cái hành trình như lấy được cái hàng ship đúng không ạ? Rồi cũng dễ hiểu thôi, bởi vì sống đâu thì đâu đó. Người ta quen rồi nên là nó cảm thấy bình thường, còn đối với chúng ta thì đúng là phải ngả mũ thán phục. Anh em người Mông luôn luôn bất ngờ, luôn luôn ở những nơi cao nhất, không nơi nào mà cao mà quá đầu gối của người Mông được. Chỗ nào cao nhất cũng đều có sự xuất hiện của người Mông. Ok, hãy tiếp tục nào. Xe mình khét khét rồi thì phải, đúng không?
thấy mùi khét khét thôi. Không đuổi kịp vợ chồng đấy được đâu, làm sao đuổi kịp được. Sâu luôn, con đường nó còn nhỏ tít kéo sâu vào trong nữa. Đôi vợ chồng trẻ vẫn chờ vợ chồng đáng yêu. Đây tôi thấy mọi người đang phát dọn để trồng, không biết là trồng cây gì, có thể là lúa nương hoặc là sắn. Không thấy có nhiều gốc ngô lắm thì chắc là không trồng ngô, có thể hợp với trồng lúa nương hơn. Mà đất đai nó cũng không quá màu mỡ đâu, toàn đá đây này, không, nó cũng khá là cằn này, không nhiều đất thịt. Rồi xông lên. Vai già. Để nói về nơi ở sâu xa thì người Mông là vô địch, không ai bằng người Mông. Không một dân tộc nào trong 54 dân tộc anh em Việt Nam ở cao xa bằng người Mông, mình nghĩ là thế. Hoặc có thể là mình chưa biết những đồng bào dân tộc khác, thì thời gian tới Trang cũng sẽ có những dự định đi tới những vùng đất như là miền Trung, Tây Nguyên. Đó, vùng đất Tây Nguyên cũng là một nơi mà còn rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số mà bây giờ mình vẫn chưa thu xếp để đi tới được. Một thời gian tới Trang sẽ thu xếp chinh phục mảnh đất Tây Nguyên. Và cho xe nghỉ một tí đó, xe mình nó yếu lắm, không là nó nóng máy quá. Kệ cho vợ chồng ấy đi trước đi, nghỉ một tí đã. Người thì không mệt lắm nhưng mà xe nó mệt đấy. Ngửi thấy mùi ấy luôn á, mùi dầu nó khô ấy. Và cho nó nghỉ tí đi, không tí không về được. Để cho con xe máy nghỉ với cậu em một lúc, tôi quyết định đi bộ trước vì mình nghe thấy tiếng người ở trên này. Ở trong những lùm cây nghe thấy rất nhiều tiếng người, không biết là người ta làm gì. Nếu mà 7 hộ dân sống cao này thì không biết là người ta đã được vận động để xuống những cái vùng thấp hơn tái định cư hay chưa. Lát nữa chúng ta cũng thử hỏi qua nhé. Nhưng mà ở đây thì thấy có vẻ là rất là nhiều gỗ này. Đó. À, mua từ hả? Một cần tơ hả? Đi học à? Ôi, con đi bộ đi học hả? Bố đâu? Sao bố ở nhà mà bố có đưa con đâu, con đang đi bộ mà. Nhưng mà bố bảo là cho hai con đi bộ. Cho hai con đi bộ thế á? Bố không đưa à? Hả? Bây giờ con sẽ đi bộ xuống tận đường to à? Hay là tí nữa bố sẽ đi xe máy theo sau? Hả? Sao? Trả lời chú thế nào? Tí bố đi xe máy theo sau hay là con phải đi bộ xuống? Ừ? Hả? Bố đi theo. Bố đi theo á? Thế con tên là gì? Tên là Thái Tùng. Vừ á? Từ á? Tùng á? Tùng hay Tù? Tùng. Tùng à? Thế còn con? Thảo Thị Giả. Thảo Thị Giả? À, lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3 thế còn con? Lớp 4. Lớp 4 à? Thế đã có lần nào phải đi bộ từ nhà xuống đến trường chưa? Không lần nào à? Đều được xe máy đưa đi à? Thế à? Ôi ngoan quá. Chỉ đi học về thì mình ấy đi thôi. À đi, nếu mà đi về thì con tự đi bộ về à? Còn đi từ nhà về trường là bố đưa đón. Nhưng mà có lúc thì bố đưa. À. Chú xem con học trường gì nào? Chú xem cái áo nào. Không có. Đâu, trường tiểu học Patton đúng không? Phổ thông dân tộc nội trú Patton. Bọn con học bán trú đúng không? Trời ơi, thế hai đứa là nói tiếng Kinh giỏi không? Không á, chưa thấy trả lời chú giỏi thế còn gì. Con nói được hết tiếng Kinh chưa? Hả?
Không á? Không hay có nào? Không. Có. Trả lời có thế nào? Biết mà đúng không? Học hết lớp lớp 4 rồi cơ mà, học lớp 4 rồi mà. Ôi trời ơi. Hai chị em, từ từ chú bảo. Thế trong túi có gì không? Cặp sách không? Trong cặp sách có gì đây? Quần áo à? Đấy, cặp này rách hết rồi này. Chú bảo từ từ. Ra đây chú cho quà này. Ra đây. Này. Cho mỗi đứa một ít tiền, một bánh, một kẹo này. Này. Úi trời ngoan quá. Ừ, có xin không? Nào thế nói như nào? Con cảm ơn. Con cảm ơn chú, con cảm ơn chú. Trời ơi giỏi quá. Trời ơi. Nhà thì ở rất là cao nhưng mà đi học này rất là ngoan đấy. Không biết là ở trường là học tốt hay không nhưng mà như này rất là ngoan rồi. Rất là khác xa với những bé người Mông mà con muỗi, bé người Mông mà mình gặp rồi. Nào. Bye bye nhá. Chịu khó học nhá. Chăm chỉ lên nhá. Ngoan lắm. Ok, đi tiếp nào. Đúng là những bé người Mông cỡ tầm 3 4 tuổi mà sống ở những vùng xa xa, cái khả năng giao tiếp tiếng phổ thông rất là hạn chế, nhưng mà hai cô bé này là hơi bị được ấy. Rất là nhỉnh hơn so với những bạn mà Trao đã từng gặp ấy. Nhà xa đến mấy thì cũng không cản được bước chân học hành của các cháu, đấy mới là điều đáng quý. Chỉ sợ chỉ học hết lớp 9 thôi ấy. Về lại lấy chồng như các anh các chị thôi. Đấy mới là điều đáng lo rồi. Xe máy ơi, lên đi. Đi được chưa? Thế này bằng phẳng rồi. Trên này thì chỉ có 7 hộ thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tới cả 7 nhá. Nhưng mà tôi đang khá là thắc mắc đây này. Nãy cũng thấy một đống gỗ rồi. Đây cũng thấy một cây gỗ này. Không biết là người ta mang về làm nhà hay là như nào. Nếu mà làm nhà thì hình như là gỗ chỉ được khai thác để làm nhà thôi, mà cũng không được phép khai thác nhiều thì phải. Đây còn có hai đường nữa, không biết đi đường nào. Tiết trên ngọn núi kìa, người ta vẫn làm nương thì phải. Trông rất là giống dấu vết của dọn cỏ làm nương kìa, các bạn nhìn thấy không? Hôm nay là chủ nhật rồi, cũng đúng lúc mà các cháu phải từ nhà đến trường để đi học. Có hai đường, đi đường nào bây giờ? Anh bảo đi đường đường bên dưới nhỉ? Đường bên dưới gặp cái đường bên dưới trước nhỉ? Chả biết được, cứ đi đi nhỉ? Cứ đi đường bên dưới thử đi. Nên cũng mất dấu hai vợ chồng trẻ kia, cứ đi đi. Đi đi đi, có vết mà. Ơ từ 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 từ, có người đi ra. Bây giờ là rất cần gặp người ấy. Đây này, có thêm người đi ra. Em hỏi nhờ tí. Anh hỏi nhờ tí. Em ơi, đi đâu ấy? Chào chú ạ. Bây giờ em đi học. À đi học à? Vâng. À. Đi đâu? Cháu đi lên bản của chú đây. À thế à? À, tí chú có quay về không? Có. Tí em bố qua về. Ờ à, em học lớp mấy rồi? Em học lớp 8 rồi. Học lớp 8 à? Vâng. Đi chỗ anh à? Cháu đi chụp ảnh. Trên này có bạn nào bỏ học không? Nghỉ học không? Trên này có mấy đứa. Mấy đứa bỏ học à? Không, có một đứa em gái. Nhưng mà học lớp 7 nhưng mà Tết sau nó lấy chồng rồi, bây giờ nó ở nhà. Học lớp 7 rồi lấy chồng rồi á? Vâng. Ôi rồi. Rồi, lấy chồng sớm thế. Thế sách vở đâu, có mỗi túi quần áo này thế à? Sách vở để trường rồi anh. Thế à? Anh bảo à, anh cho tí chú đổ xăng về nhá, cho chú này. Thế à? Vâng. Tí chú đổ xăng đi về hay là mua cái gì uống cũng được. Mua nước ngọt cho bố uống nhá. Chào anh nhé. Thế đường này đi vào nhà được không? Đường này bây bố giờ đi không có nhà rồi anh ạ. Không có nhà à? Vâng, bây à. Giờ đi đường này. À đi đường bên này. Ok. Ở đây cũng đi học à? Ôi giời ơi. Em học lớp mấy rồi? Lớp 8 à? Cả hai hai đằng sau học lớp mấy? Lớp 8 à? Thế thì xe thì để ở trường luôn hay như nào? Để ở trường à? Ôi rồi. Đi học vất vả thế nhưng mà có xe đi này là tốt thôi nhỉ? Ừ. Đi đi đi. Từ từ anh bảo.
đi chậm thôi. Xuống, xuống. Đi tí. Thế em tên là gì? Em tên là Hoa Sang. Sang à? Sang. Sang à? Lớp 8. Thế còn hai đồng chí là sao? Hả? Nụ. Nụ á? Nụ. Nổ á? Nổ lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8. Sao lớp 8 này bé hơn lớp 8 này đây? Thế còn đằng sau này? Tên cũng giống thằng này. Hai thằng nổ luôn à? À, hai thằng đều là nổ. Ồ. Anh đi đâu? Anh đi chơi, lên bàn của em. Này anh bảo anh cho tiền mua nước ngọt uống này, đổ xăng này. Này. Ờ, thì mấy anh em mua nước ngọt uống nhá. Ok. Bởi vì là các bạn ấy đi học thì tí nữa mình chả gặp được ấy. Có tí quà nhỏ. Thôi đi 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 cẩn thận nhá. Ờ, bye bye nhá. Trời ơi, đi học vất vả thật đấy. May quá lại gặp được người để hỏi thế. Đi, đi đường bên này đi. Ok, let's go. Đây là có một cái lán này. À, một cái chuồng. Chuồng trâu bò thì phải. Ôi trời, ôi trời. Ok, vào đến làng rồi. Wow. Ok, vào đến làng. Ôi đông vui thế. Ôi. Đông vui thế. Rồi. Trời ơi, đông lắm các bạn ạ. Rồi, từ từ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu dần nhá. Bên này thì có một ngôi nhà này. Một ngôi nhà bằng gỗ này. Cũng rất là to này. Rộng rãi này. Đàn gà, con chó này. Đó. Nhưng mà chắc là mọi người tập kết hết ở đây rồi. À, chúng ta sẽ đến làm quen nhá. Ui, đông lắm ấy. Không phải là vắng đâu. Rồi, uống ngụm nước cho ngọt giọng đã nhờ. Để làm quen mọi người nhá. Đi. Ôi cái này phải giống một ngôi làng nguyên thủy luôn ấy. Vui thế. À, cháu chào các cô, các chú ạ. Chào các anh ạ. Chào các cháu. Chào em nhá. Chào con nhá. Con chào bà. Ôi vui quá, ôi cả làng mình tập trung ở đây luôn đấy hả? Tập trung đây đây, nó có cây này, nó mát một tí. À, ở đây có cây này, giải mát à? Ui, nguyên một cả làng là 7 hộ dân là tập trung ở đây hết. Ôi thế mọi người ở đây vui nhở, sống tập trung vui đấy. Ôi rồi cảm ơn cháu. À, vui quá. Chú bảo có cái bao tải này không? Lấy ra đây chú bóc kẹo mọi người liên hoan. Ra đây lấy ra đây. À, anh tên là gì ạ? Khua. Anh Khua à? Vâng. Ở đây chính xác là có 7 hộ gia đình đúng không? Ờ đúng rồi, 7. 7 hộ gia đình. Là mình ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Từ bao nhiêu năm? Cái này thì từ trước bố mẹ và đến đây thì chứ 70-80 năm. 70-80 năm ở trên này rồi. Ờ, ôi dồi ôi. Xuống cả một đời. Cả một đời đây rồi. Dã man nhỉ. Ở trên này có tổng tất cả bao nhiêu người anh biết không? Người á? Ừ. Người thì bây giờ chưa tổng khẩu thì chưa biết được bao nhiêu khẩu. Ôi thế 7 nhà với nhau thôi mà cũng chưa đếm à? À chưa đếm. Mỗi nhà bao nhiêu người là cũng chưa tổng hợp à? Có số nhà là 6 người, 7 người, à. 8 người đến 10, 12 người, 10 người đấy. Ồ đông thế cơ à? Ôi các bạn nhìn đây, một gian phụ nữ trẻ em này. Đó. Có bé áo trắng kia có phải là học hết lớp 7 về lấy chồng không? Con này á? Ừ. Con này chưa, con này thì lúc nhỏ ấy thì đây không có thầy giáo gì dạy thì... À, không có thầy giáo dạy, không đi học à? Không đi học. À, không biết tiếng Kinh à? Thế bé nào mà học hết lớp 7 lấy chồng là bé nào? Thằng kia. À, cái thằng trên này áo xanh kia à? Đông trẻ con lắm. Ơ, à, cô ơi, lấy cái bao tải ở đây. Mua à, cô mang xuống đây giúp con. Em... Phải thẳng ra xuống.
em tên là Trường, cháu tên là Trường, cháu ở Hà Nội lên đấy. Thì thấy cái bản của mình sống cao quá, muốn lên chơi, muốn lên tham quan đấy. Ờ, à, đấy thì lên đây thực sự cũng rất là bất ngờ ấy, mọi người rất là đông ấy. À, em bảo em có ít bánh kẹo, em muốn mời mọi người liên hoan ấy, được không? Nhá. À, gọi trẻ con ra đây. Miss Sai, Miss Nhu ơi. Nó tha ấy, nó tha. Nó tha đấy. Đông trẻ con đấy. May quá mình chuẩn bị được một ít bánh kẹo. Cái này để chia đều hết tất cả mọi người cùng được ăn. Đi xuống đây. Xuống đây nào mọi người ơi. Xuống đây mọi người ơi. Thế này mới vui này. Đúng rồi, về đây để chụp ảnh quảng cáo cái nào. Bạn nào kia chưa có quần thì mặc quần vào nhá. Chưa có quần thì mặc quần vào nhá. Ở đây được đi học hết không anh? Ở đây được đi học hết không? Đi học hết à? À, có đứa nào mà bắt buộc phải bỏ học không? Hay bố mẹ không cho đi học không? Cũng có à? À. Bạn nào chưa có quần thì mặc quần vào nhá. Không cởi chuồng nhá. Đúng rồi, ai chưa có quần thì mặc quần vào. Vui quá. Ôi thoải mái, ôi rồi thoải mái kẹo luôn. Đi vào ăn đi, em mời mọi người. Dạ. Đi vào ăn đi, vào ăn kẹo đi. Nào, mọi người hơi ngại thì phải. Đi, nó tha. Đấy, nó tha. Nó tha. Đúng rồi, chia đi, chia cho đều nhà đỡ tranh nhau. Đúng rồi, anh chia đều giúp em với. Thực sự rất là choáng với số lượng cư dân của 7 ngôi nhà đây. Đây là chắc là những lực lượng mà không đi làm hoặc là không đi học thôi. Còn một đội đi học nữa, một đội đi làm nữa. Nếu mà tập hợp đủ thì chắc là còn đông vui hơn nữa. À, em không đi học à? Hả? Em không đi học, em bỏ học rồi à? Thế còn em? Có đi học không? Bỏ học rồi à? Thế em? Em chưa bỏ. Em chưa bỏ thế, chưa đi à? Chưa đi đâu. Thế à? Thế còn em? Mấy em này không đi học à? Thế là nhiều đứa bỏ học đúng không? À, cũng có nhiều. Ôi, đang gọi điện cho người yêu rồi à? Sắp lấy vợ chưa? Chưa. Thế à? À. Sắp rồi á? Chưa đâu. Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu chúc chú là 13 tuổi. 13 tuổi à? À. Định bao giờ lấy vợ? 18-19 tuổi. À, 18-19 tuổi mới lấy á? Sao lại cuốn cái sạc vào cổ như này? Không có chỗ để. À. Mấy anh em ra ăn bánh kẹo đi. Ôi trời ơi, quần đâu rồi? À? Nóng quá à? À, nóng quá à? Nóng quá không. Ở đây mọi người hút thuốc lào không anh? Không, không. Ở đây không hút thuốc lào á? Không ai hút thuốc lào à? Chú hút thuốc lào không? Có à? Còn ai hút thuốc lào nữa không chú? Cháu bảo cháu có quà cho người già ấy, cháu có một ít thuốc lào. Cái này mới là cái quý cho các cụ. Đây, cháu có đấy, cháu có mấy gói thuốc lào cháu tặng chú. Đấy, chú cứ lấy cả túi đi xong rồi ai hút thì chia nhau. Đấy, chú cầm cho cháu. Dạ, mình chú hút thôi à? À, thế thì thoải mái hút luôn. Rồi. Dạ. À, tặng thuốc lào lần đầu tiên mình tặng. Đúng rồi, anh chia đều giúp em. Cũng không được nhiều lắm. Vì mình không nghĩ là đông như vậy.
Anh hỏi tí, em là học hết lớp 7 đúng không? Vâng. Hả? Học lớp bên này là bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ là 14 tuổi. 14 tuổi là có con chưa? Chưa. Thế thế chồng đâu? Chồng ấy kia. Chồng là áo kẻ kia à? Chồng bao nhiêu tuổi rồi? 19-20 rồi. 19-20 à? Thế hai vợ chồng cũng ở trong làng lấy nhau luôn à? Hay à, nhà vợ ở đây, nhà em ở trên đấy. Là lấy nhau trong làng luôn. À. Nhưng mà có họ hàng gì không đấy? Tức là gia đình trong làng mình có họ hàng gì với nhau không? Ra đây anh hỏi nào, ra đây anh hỏi tí. Vì mình sợ kết hôn cận huyết ấy, sau này nó có trẻ em sinh ra nó bị bạch tạng. Em tên là gì? Sùng A Văng. Văng à? Văng, anh và em Văng. Ờ, thế anh hỏi tí là em với vợ em ấy thì bố mẹ có họ hàng gì với nhau không? Không. Không à? Đời các ông, các bà có họ hàng gì với nhau không? Không. Không á? Vì em có biết là lấy nhau kiểu chung huyết thống thì nó sẽ bị ấy không? Con nó sẽ bị như là bạch tạng hay là linh tinh không? Đẻ ra con bị bệnh ấy, biết không? Hả? Không biết à? Kết hôn cận huyết ấy thì đẻ con ra nó sức khỏe nó sẽ không được tốt, nó sẽ bị bạch tạng. Ừ. Thấy con có. Ở đây không có, có bé nào bị như thế không? Không có. Không à? Thế thì có thể là không phải cận huyết. Ok, thế yên tâm rồi. Ok. Thế anh hỏi tí một chút thế thôi. Dạ chú ạ. Dạ chú. Dạ chú có ở đây không? À, cũng ở đây luôn à? Nếu mà mình biết đông này thì mình còn mang nhiều kẹo hơn, nhưng mà tại vì là cứ nghĩ là bảy nhà thì nó sẽ vắng người ấy, không nghĩ là sẽ đông như này. Nếu mà biết đông thì sẽ mang nhiều hơn. Thôi nhưng mà ít mà tất cả cùng ăn chung thì nó cũng vui. anh chia xong anh nhớ để phần cho anh nhá. Ờ, anh nhớ để phần cho anh nhá. Đây, chắc là sao đây, tổ lô hà, đây, mọi người thích thì lần sau em lại mang lên tiếp. Lần sau có dịp đi ngang qua mình lại mang lên tiếp. Ôi thôi. Thôi. À, vẫn được chia à? Ôi, cảm ơn nhá. À, vẫn được chia phần này. Ừ, chia ăn vui nhỉ, tất cả cùng ăn vui này. Rồi, chia đều tất cả luôn. Cháu ở Hà Nội ạ. Vâng, cháu đi ngang qua đây thấy mọi người ở trên cao quá, với cả thấy ít nhà quá thì tới tìm hiểu một chút. Thế chú là lớn tuổi nhất ở đây chưa? Lớn tuổi rồi. Ở đây nguồn nước sinh hoạt thì có không chú? Không có. Không có nguồn nước à? Thế mọi người lấy nước ở đâu? Nước bé 97 này. Tức là vẫn có mỏ nước đúng không? Có. À, có bể nước gì không? Hay có? Không có bể. Không có bể à? Kéo cái ống này ống nhà bể này qua nhà. À, tức là mình không có cái bể chung để chứa nước đúng không? À, không có bể để chứa nước. Ok, rồi chúng ta biết rồi. Thế đây mọi người trồng chính là trồng trọt cây gì? Trồng cây nhỏ. Không, nhưng bình thường thì sẽ trồng những cây gì ấy? Những cây nương phát ngoài kia kìa. Trồng đây thì chỉ có trồng là trồng ngô. Trồng ngô à? Trồng ngô này. Ngô. Trồng ngô qua thì chỉ có trồng đỗ. Đỗ. Đậu tương. Đậu tương. Thế thôi. Thế thôi. Và không có cái gì trồng nhiều. À, ngô thì trồng được mấy vụ một năm? Ngô thì một năm một vụ. Một năm trồng được một vụ thôi à? Vụ. Nhưng mà thu ngô xong thì trồng quả đỗ này, đậu tương đấy. Quả đỗ với đậu tương. Hai vụ như thế thì qua một năm rồi. Một năm là trồng được hai vụ thôi. Đến vậy thì cũng có thể lý giải là tại vì ở đây nó khô cằn quá ấy nhỉ, không không nhiều công việc lắm nên là mọi người ở nhà rất là đông như này. Dưới một gốc cây rất là nhiều bóng mát như này.
Nhưng mà nhiều thanh niên bỏ học quá. Đúng rồi. Ừ. Nhiều thanh niên trước kia có một số nó lớn thì trước kia thì không xã hội đấy thì không thiếu là thiếu thầy giáo cô giáo này là đi xa nhà trường này thì đi thì rất là vất vả. Ừ. Thì bây giờ có một số thì nó chưa biết chữ. À một số chưa biết chữ cả. Vất vả quá nhỉ. Vất vả quá. Chứ lúc thì nó nhỏ như mấy con thế này thì nó không có nhà ở, không có xa quá thì không đi ở được đấy. Đúng rồi, bé tí này không đi học được. Chả không có ai nuôi đấy. Ừ. Thì đi thì rất là khó, nhưng mà ngày xưa thì không có xe này, chỉ có đi bộ thì từ đây đi Hồng Thu thì cả một ngày nữa. À ngày xưa đi bộ là một ngày mới đến một trường. Một ngày nữa thì rất là khó, vất vả quá. Đi một ngày thật. Không dễ như bây giờ. À. Bây giờ thì đi Hồng Thu thì mình có xe thì đi chỉ có là chiều thì đi đến xã qua về đến nhà hết. Ừ, có xe thì đi nhanh hơn. Đấy. Thế nhưng mà ở đây thì địa phương họ đã vận động mọi người đi xuống những khu tái định cư chưa, xuống dưới thấp sống chưa? Nhưng mà cái này thì bản thì bây giờ trên kia vùng cao thôi. Đây thì tiếng là chỉ có dưới nương. Không, ý là tức là mọi người đã được vận động đi xuống thấp để ở chưa? Không à? Không. Ok, tức là chưa có những cái chưa có dự án mà làng tái định cư mà để chuyển mọi người đi chỗ khác đúng không? Đúng rồi. Ví dụ nếu mà được chuyển thì mọi người có chuyển đi không? Có thì chuyển nhưng mà không có đâu. À, có thì chuyển nhưng mà chắc chắn là không có à? Nhưng mà không có, nhưng mà bây giờ thì coi như là đâu thì không có cái đất nào, đất thừa, đất chung này. Đấy thì không có chỗ ở. Ừ. Ok. Nhưng mà thiếu đất. Thiếu đất đúng rồi, tóm lại xuống dưới thấp thì thiếu đất đúng không? Ở trên này thì một mình một vương quốc nhỉ? Bát ngát ba la đất. Có đất ở đâu thì cứ vẫn ở đấy. Ờ, có đất ở đâu thì ở đấy. Ok. Ở đây có điện không? Không có. Không có điện à? Không có. Ờ. Chắc chắn là không có điện này. Có dùng đèn năng lượng mặt trời gì không ở đây? À, không có. Cũng không dùng năng lượng mặt trời à? Dường như mà kiểu nó bây giờ dân thì nó vùng sâu vùng xa thì nó không biết cái năng lượng mặt trời kia đâu. À không biết nó à? Không biết là có cách nào làm đấy. Không có biết cách nào để làm được đèn năng lượng đúng không? Chỉ có ở như thế này thôi. À. Chính xác là 7 hộ dân đúng không? Đúng rồi. Tôi mới nhớ lại em chính là em chính là hai vợ chồng lại đi xe máy lên đúng không? Ờ bây giờ anh mới nhớ lại lúc đấy mình lên đây mình bị choáng quá bây giờ mới nhớ lại. À, đấy chính là hai vợ chồng đi xe máy lên từ vừa nãy từ đầu đối với mình. Em tên là gì? Hả? Em tên là gì? Sử à? Biết tiếng Kinh không? Học cái lớp mấy rồi? À nó không học à? Thế em tên là gì? Tên là Dông. Dông à? Học cái lớp mấy? Không học đâu. Không học à? Học lớp 1 thì không học nữa. Học lớp 1 là không học nữa. Thế là bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi rồi? Không biết đâu. Không biết mười mấy tuổi á? Lấy chồng chưa? Lấy rồi à? À. Còn ở đây còn cô gái nào chưa lấy chồng không? Con gái á? Ừ. Có một con. Đâu một con nào chưa lấy chồng? À, mỗi áo trắng là chưa lấy chồng nè. Chị Pao à? Chị Pao à? À, chị Pao à? Chị Pao. Chị Pao. Thế con có được đi học không? Đi.
À, thế chưa đi trường à? Bao giờ mới đi lên trường? À, sáng mai mới đi à? À. À, học lớp 1 rồi đúng không? À, chị là mẹ của cháu đấy à? À. Cho nó học, đừng cho nó bỏ nhá. Ừ. Khó mấy cũng cho nó đi học nhá. Ừ, thật đấy. Khó mấy cho nó đi học nhá. À. À, bây giờ sao ta? Bây giờ mọi người tập chung hết ở đây rồi thì không biết là có nên đi tới nhà nào hay không. À, nhà nào thì cũng giống nhà nào thôi, mình nghĩ là thế, cũng không khác biệt nhau lắm. Rồi. con trai của anh à, bé này này. Cháu rồi. Cháu rồi à? Rồi, ngồi uống nước đã nhỉ. Ra đây chú cho phần của chú này. Ra đây. Này, thằng bé nó không ăn, nó cứ giữ lại. Đây chú cho phần của chú nhá. Ăn đi. Nó rơi rồi kìa. À, rơi rồi. Thôi để lại cho. Chú ơi, vào đây uống nước chú. Đi vào đây chú, mấy chú cháu mình ngồi uống nước đi. Cho nó khóc rồi. Mì mê, một thằng thằng con nước nào. Đội trẻ em phụ nữ đang may áo. Thôi, may ra, váy. Lấy cho một thằng. Thế cái đường từ chân đường to lên đây là bao nhiêu cây? À, từ dưới kia vào đây á. Ừ. Gần 2 cây anh. Gần 2 cây. Vâng. À. Thế mọi người đã có ý tưởng gì để làm đường về nhà chưa? À, không có đâu. Không có. Nhưng mà cả kiểu như là bây giờ dân này vùng sâu vùng xa thế này thì không có cách cái gì thì không có tiền. Kiểu nó nghèo quá đây. Ừ. Và chỉ có là đi tìm được tí tiền mua muối, mua máu ăn thôi. À, tức là có tiền thì cung cấp tiền mua được cái gì về sai được. Ừ, tiền mình chỉ đủ sinh hoạt cơ thôi. Bản trong gia đình thôi đúng không? Còn, còn để mà mưu cầu thêm những cái khác thì rất khó đúng không? Ờ, đúng rồi. Ở đây đã có ai vay ngân hàng được chưa? Ờ, ngân hàng á? Ừ. Như hàm thì mỗi người cứ vay một tí. À, ở đây là vậy. Cũng được ngân hàng cứ vay như vay một tí. À. Mỗi người cũng vay một tí rồi. Đúng rồi. Vay để làm ăn nữa. Đấy, hay là vay mua xe máy? Không, vay để một châu nuôi. À, vay để một châu nuôi. Thôi. À. Nhưng mà vay nhiều quá thì kiểu không có cách làm cách nào thì khó khăn quá, không điện rồi là nhận luôn nhà hàng nữa. À, không có tiền để giá lại nhận đúng không? Đấy, chỉ có vay một tí về mua châu làm giống này để nuôi thế. Vài ba bốn năm sau thì nó phát triển này. Thế thì với đưa điện vụ cho Như Hàm. Ừ. Đây đi. Là. Anh ơi uống nước anh ơi. Nuôi. Một con đường 2 km. Vâng. Nếu mà làm được thì cũng tiện lắm nhỉ. Vâng đấy. Đấy. Làm được thì đi lại nó cũng dễ. Đã bao giờ tính là làm đường chưa? Đã bao giờ nghĩ đến việc đấy chưa? Thử có chứ, chưa? Nhưng mà có nhưng mà không biết là định nghỉ thế nào. Đã bao giờ nghĩ là nó hết khoảng bao nhiêu xi măng chưa? Cái này á? Ừ. Cái này thì bây giờ em thì không biết tính là bao nhiêu, nhưng mà ít nhất cái này trước kia thì chắc là gần nhất phải 10 tấn chứ. 10 tấn á? Ừ. Nguyên một con đường này là 10 không, tấn á? Không, nhưng mà nó xa đấy, kiểu nó xa thế này thì mình sai thì... ít nhất là kiểu mình mua tiếng nhà như mình xây nhà như thế này thì một nhà thì cứ lấy được 2-3 tấn rồi thì lấy xây được bằng thôi, nhưng mà kiểu đường này dưới thì mình không biết tính là bao nhiêu. À, chưa tính bao giờ. Chưa biết tính là chưa biết khoảng là mình kiểu không phải là cái làm cái lượng kia đấy. À, tức là chưa biết làm được đúng không? Không biết là bao nhiêu thế thì mình chỉ có nói là tính khoảng như thế. Để cho cái người này nó biết thì nó mới tính diện ra thôi. Đấy. Mình thì chỉ có nói là chung thế. Cũng nhiều đấy, đấy nếu mà làm. Đấy. Nhưng mà thực sự các bạn nếu mà bởi vì cha cũng đã từng làm đường rồi. Đấy. Nếu mà ngôi làng này mà có duyên mà làm được một con đường thì đúng là tuyệt vời. Bởi vì thấy mọi người đi lại cũng vất vả, lúc nãy chúng ta đi cũng đã trải nghiệm ra được rồi. Và mình không nghĩ rằng ở vùng đất Lai Châu thì còn có những cái ngôi làng như này. Và cái đường xá đi lại, cái điều kiện đi lại nó dã man như này, nó khó khăn như này. Và một ngôi làng phải nói là biệt lập trên núi nhờ. Và cũng rất là đông dân cư luôn đấy. Đó.
Nếu mà tính sơ sơ phải 6-70 tấn xi măng đấy anh ạ. Ừ, cái này thì 10 tấn thì không làm nổi đâu. Cái này thì các anh diệt ra thì các anh cứ tính là cũng thế. Em thì không biết tí, nhưng mà chỉ có nói là không biết là 2 cây số thì cũng dùng xi măng là nhiều bao nhiêu thì chưa tính ra cái đấy. Nhưng mà nếu mà được cho xi măng, mọi người có đồng cùng nhau làm đường không? Có ai ủng hộ thì phải cấp sức về làm. Ôi, vợ chồng đi đâu về đây? Trên buộc không? Cấp sức về làm cho có đường thì nó dễ đi làm hơn. Tức là người Mông thì thế là cũng rất là đoàn kết, đúng không? Nếu mà được cấp xi măng thì mọi người sẵn sàng chơi không? Đấy, có. Chiến đấu không? Bởi vì em muốn hỏi vì là để xem là kiểu như tinh thần của mọi người như nào đấy, để mình em cũng không hứa trước, nhưng mà để xem một cái nguyện vọng của mọi người đến đâu ấy, hoặc là nếu mà kiểu em nghĩ thì thế này này, kiểu là như bây giờ không phải là như kể cả nhà nước là thế nào, nhà nước có vướng thì nhà nước được tư thì được, nhà nước có khát là có khát người công trình về làm, nhưng mà kiểu là như thế công ty nào ấy nó ủng hộ, nó thương cho dân này, nó về làm hộ cho dân thì thế này thì nó chỉ có vướng là mua cái xi măng về đổ cái đường, thì dân bỏ sức ra làm, bỏ mà cố gắng bằng sức về làm, cố gắng làm cho cái đường cho dân thế thôi. Nếu mà nhà nước làm thì có công ty đấy, nhà nước làm thì nó có vướng thì nó có công ty về làng rồi, nhưng mà có cái công ty nào kiểu có cái công ty nào nó thương dân ấy thì nó ủng hộ, nó kéo dân thế nào thì dân cố gắng công về về giúp làm cho đấy, thì em cũng muốn tìm hiểu một chút đấy. Cũng, sau ngày hôm nay thì cũng chưa biết thế nào, cũng không dám hứa trước, nhưng mà cũng muốn biết là làm kiểu cái mức độ khả thi ấy, xong rồi nguyện vọng của mọi người ra sao, rồi tinh thần đoàn kết của mọi người như nào. Đúng rồi. Thì đấy, ông anh này cũng là một người mà mặc dù là cũng học hết lớp 3 thôi nhỉ, chắc là cũng ra xã hội nhiều rồi, cũng giao tiếp là tốt, và cũng hiểu được những gì mà mình muốn nói. Và nếu mà có duyên thì biết đâu lại giúp được bà con làm một con đường về nhà. Đúng rồi. Vườn sơ vườn xa thế này thì dân rất là vất vả quá anh ơi, vất vả quá. Nhưng mà chuyển nắng chuyển khô thế này thì cái cứt vẫn là bình thường, nhưng mà lúc đến lúc trời mưa đông, mùa đông ấy thì rất là khổ. Đi bù nhiều thôi mà. Mùa xe đông thì xe thì không đi được đâu, mùa mưa nó ướt thì đấy, nó ướt nó không đi được. Vất vả nhưng mà sống đoàn kết như này là tuyệt vời rồi. Đúng. Đấy. Cả làng tập trung dưới một gốc cây to. Rất là vui ấy. Thế chơi đến mấy giờ thì nhà nào về nhà đấy? Đấy, bây giờ chiều tối này nó nóng thì chỉ có ở đến 5 giờ thì quay về nhà. À, 5 giờ là nhà về nhà đấy à? Vâng. Thế hỏi một chút này, ở đây nhà nào là khó khăn nhất? Đây á? Ừ, khó khăn nhất trong tất cả các nhà. Đây thì nhà khó khăn nhất thì kiểu nó cái con dâu này là con cháu này nó hay vừa chia gia đình thì nó khó khăn. Vừa ra ở riêng nha. Nó đang chia bố mẹ ra đây. Tách ra ở riêng đâu? Tách ra. Nó là đứa nào đấy? Đây thì con gái là con mặc cái áo đỏ này này. Thế à? Con cháu tách ra kia là vợ là con mặc cái áo vặn kia. Hay là rủ nó về nhà đi, anh đưa em về nhà nói một tí. Vâng. Nhá. Đi. Xuống thăm một gia đình đặc biệt ở trên này vậy. Đâu, đứa này. Khoa. Xì về một lần. Phê, nó mẹ nó chết rồi. À, em đấy à? Vâng. Áo vàng đấy à? Vâng, đây. Vừa tách, có con bé à? Vừa đẻ con à? Vâng, con đấy. Đi đường này anh. Vừa ra ở riêng đúng không? Vừa riêng đây, nó ở riêng. Vừa đang cho con bú thì lại giật của nó ra.
Thế chồng đâu? Chồng đâu? Chồng nó đi làm thuê rồi. À chồng đi làm thuê ở đâu? Đi làm thuê dưới Hà Nội. À làm thuê ở Hà Nội à? À. Mọi người ngồi chơi nhá, cháu xuống đây một tí. Ôi đau quá. Ôi, đứng ở đây nhìn lên này cũng rất là hay này. Chuẩn một hình ảnh rất là ấn tượng về một ngôi làng người Mông biệt lập. Trước mình đi Mường Tè, theo cái đường Mường Tè ấy, thì nhìn sang đây thì mới thấy làng mình. Chứ còn đi đường to dưới ngước lên đố mà thấy ấy. Mà đường này thì không thấy đâu. Ừ. Đi sang đường kia thì thấy đúng đấy. Đúng rồi, đường đi lên Mường Tè ấy, nhìn sang mới thấy vài đúng rồi. Mấy cụm nhà ở đây. Thế em tên là gì? À này. Ừ. Vậy liệu thì khua. Khu à? Ờ khua. Khu à? Vâng. Vậy tên thì vẫn như nhau của chú đấy. À. Vâng, nhưng mà nó họ thì nó khác thôi. Ừ. Có mấy con rồi? Có hai con. Hai con. Là một đứa đi học chưa? Một đứa đi học. À, một đứa đang đi à? Vâng. Có lẽ chắc là những đứa bé lúc nãy mình gặp thì phải. Con bé. Đây là những bạn nhỏ đấy. Rồi chúng ta sẽ vào một ngôi nhà trong 7 ngôi nhà biệt lập ở đây nhé. Để xem cuộc sống của mọi người như thế nào. Oh. Cái kia là thóc à? Thóc. Thóc với ngô. Thóc với ngô à? Vâng. Thế là cũng đầy đủ thóc gạo rồi nhỉ? Vâng. Thoải mái. Thuốc ăn thì lấy ăn thì đủ. Ừ. Chồng đi làm có hay gửi tiền về không? Này em. Bắt đầu nhanh rồi. Hà chưa? Chưa. Nó làm được tiền thì nó trả nợ rồi. Nó làm được tiền nó trả nợ á? Ừ. Là vợ chồng em nợ ngân hàng ấy hả? Ừ. À. Thế nó có mang tiền về cho em không? Nó làm được ít á, không đổ được chuyển nợ, À, nó làm được ít. Ừ. Được nhiều nó mang về cho em. Vâng. Thế có nhớ nó không? Có. Có. Nó đi lâu chưa? Đi ăn Tết xong nó mới đi à? Ăn Tết nó đi rồi à? Ừ. Thế bây giờ là rất nhớ nó rồi đấy. Ừ. À, thế từ Tết rồi là nó chưa mang tiền về cho một tí nào à? Chỉ có là quẩy một tí về mua đồ đấy, mua thuốc okay. Trừ cỏ là mua đấy thôi. À gửi tiền để mua đấy. Thuốc trừ cỏ để trồng đúng không? Rồi. Ok. Thôi em. Thôi anh cũng không ngồi nữa đâu. Rồi. Xin nhỏ. Chị giàu, không ngồi nữa. Anh cũng không biết nói như nào thì chắc là cũng sẽ có dịp quay lại đây nữa đấy. Nếu mà có duyên. Còn hôm nay thì có món quà nhỏ gửi tặng gia đình thôi. Ừ. Đây anh cũng không đi được hết những nhà ở đây. Mà thôi thì qua lời giới thiệu của anh thì đây là nhà có hoàn cảnh khó khăn nhất. Thì đây anh gọi là tặng em món quà nhỏ. Mua mắm, mua muối, mua gì đấy thì mua nhé. Chú anh thôi. Ừ, đừng gọi anh chú già lắm. Ừ. Thế thôi, chắc là vào thăm gia đình một tiếng lên trên kia với mọi người đi nhỉ. Lên trên kia cho đông vui. Đi lại lên trên này cho con bú nốt đi. Nó đang bú thì giật của nó. Bó quá. Này nhưng mà ở đây là chưa có kết hôn cận huyết đâu đúng không? Mà không có. Anh có hiểu kết hôn cận huyết là gì không? Cái hồng cận luôn á? Ừ, cận huyết đây. Em chưa biết, chưa hiểu. Chưa hiểu kết hôn cận huyết là gì ạ? Đây thì ba đời rồi anh đấy. Ba đời á? Ông này, bố này. Ừ. Thì bây giờ em nữa thì là ba đời rồi, nhưng mà bây giờ còn cháu nữa rồi. Ừ. Ở đấy. Ừ. Ba đời rồi đấy. Ừ. Ừ. Sống lâu mà cái này. Ừ. Tức là làng mình là có đi sang làng khác để dựng vợ gả chồng hay chỉ lấy trong làng thôi? Trong làng thôi. Chỉ lấy mấy nhà này chỉ lấy nhau thôi á? Ừ đấy. Không, lấy vợ thì về lấy khác. À lấy vợ riêng như người Mông thì cái họ của nó thì nó không bao giờ lấy. À và họ phải, là không được phải, lấy nhau. Phải đi lấy họ khác. À rồi rồi. Thấy đâu. Tức là cùng một họ cũng không được lấy nhau đúng không? Họ của anh em bố mì ra đây thì nó không kể cả cái họ nó trùng đúng là bây giờ em là thò thì cái họ thò thì em không bao giờ lấy. À. Chỉ có lấy là đi họ khác. Ừ. Thấy đâu. Thế thì có nghĩa là trong làng mình tạm hiểu là cũng sẽ không có kết hôn cùng huyết thống. Đúng rồi. Ừ. Đúng.
Nếu mà dựng vợ gả chồng mà phải lấy phải khác họ. Ờ. Thế. Sang làng khác lấy con gái về. Ờ, đấy là thế đâu. À, ok. Ok, thế thì mình yên tâm rồi chứ. những thế hệ sau này nó bị này bị kia thì cũng rất là đáng lo vì nghĩ sợ là mọi người không biết cái điều đó thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Trên ba đời mới được lấy nhau anh ạ. Ờ, mà nhưng mà kể cả mong mình thì ba bốn đời cứ không lấy. À, mà cứ không lấy. À. Và lấy thì phải người họ khác thôi. Ừ. Trong họ mình thì kể cả ba bốn lời cứ không lấy. Và cái mà. Rồi, ok. Đây cậu em lúc nãy là lên cùng mình từ đầu mình không nhớ, rồi nhớ lại. Và bây giờ đã nhà nào về nhà đấy chưa? À, bây giờ nó giải tán chưa? Bây giờ mà con nó giải tán đi cho lợn cám này, thế cho gà để ăn này thế. À, bắt đầu giải tán về làm việc nhà rồi đấy, đúng không? Ok. Thôi chắc là em cũng phải chào mọi người rồi. Vâng. Hy vọng là sẽ có dịp là em lên đây thăm mọi người. Vâng. Và cũng có thể là sẽ có nhiều dịp nữa. Vâng. Không phải là một hai dịp. Vâng. Thế thì anh em mình giữ liên lạc nhé. Vâng. Ok, anh em mình giữ liên lạc. Ký lưu số của em vào nhé. Vâng. Ok. Thôi, cảm ơn anh rất nhiều nhé. Vâng. Ok. Rồi. Thôi chào mọi người nhá. Tên là Trường. Trường. Ừ, lưu vào nhá. Ok. Bye bye hai vợ chồng trẻ nhá. Chắc chắn là sẽ gặp lại. Gặp lại còn vui hơn hôm nay cơ. Nên đừng buồn nhá. Ok. Có một chế à? Có một chế ạ. Một chế. Nhất dòng à. Chào mọi người nhá. Bye bye.